Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng vào bếp để làm món khoai lang kiến. Thì món này chúng ta cần những nguyên liệu như sau. Khoai lang thì ở đây mình dùng khoảng 300 g. Bột chiên giòn 100 g. Mè, đường và một xíu muối. Tăng thêm độ béo thì mình dùng nước cốt dừa. Các bạn có thể thay thế là một số nguyên liệu khác theo như những video hướng dẫn trên mạng. Nhưng ở đây thì mình dùng nước cốt dừa cho nó béo. Sau đó thì mình sẽ lấy nước và bắt đầu hành trình luộc khoai lang. Mình bỏ khoai vào và mình bắt đầu luộc khoai khoảng 10 phút nha mọi người. Thì khoai lang của mình sau khi để khoảng 10 tới 15 phút thì có lẽ là đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử nha. Mình sẽ dùng một cái đũa để mà chọt vô thử. Rồi mọi người ơi, mình thấy thì nó đã chín rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và lấy nó xuống nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lột nha, mình sẽ chắc nước ra để lột. Do củ khoai mình khá lớn nên là mình xẻ đôi ra để luộc cho nó mau. Các bạn có thể hấp cũng được. Thì khoai thì mình đã lột xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu nghiền khoai. Thì các bạn có thể cho vô máy xay cũng được, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm thủ công. Thì mình sẽ cho vào bọc để mà nhỏ khoai ra, để cho nó được mịn khoai. Thì mình nghĩ các bạn nên cho một nửa trước rồi hãy làm một nửa sau. Bây giờ mình sẽ giã em nó ra. Thì như thế này là đã được rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho vào tô. Và tương tự thì sẽ làm giống như cái phần bên này. Và sau đó mình sẽ cho bột vào. Đây thì mình dùng khoảng 100 g nha mọi người. Và sau đó thì mình sẽ tiếp tục nhào. Các bạn nhào đều tay, không thì nó sẽ không đều bột. Thì mình làm như đây thì chắc được khoảng 2 người ăn nha mọi người. Sau khi nhào bột đều với lại bột chiên giòn thì bây giờ mình sẽ cho đường và muối. Và nước cốt dừa nha mọi người. Mình thì chỉ dùng một nửa thôi. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên nha mọi người. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nắn cái cục bột của chúng ta. Thì các bạn hãy nắn theo hình cái kiến, nhưng mà mình thì nắn nó vừa vừa thôi. Do mình đang mang bao tay rất là khó làm, nó sẽ không được đều do những cái nét của bao tay. Nhưng mà đại loại thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Và nếu bạn nào thích có thể làm những cục nhỏ hơn như vậy. Thật ra chúng ta tương tự sẽ làm hết cái này. Sau đó khi lăn xong thì mình tiếp tục mình sẽ lăn qua một lớp mè. Mè này thì mình dùng mè đen như thế này. Bạn có thể in vô cho nó dính được một xíu. Đó, chúng ta sẽ để qua đây. Tương tự chúng ta sẽ làm với mấy cục còn lại. Ở đây thì mình nặng cũng đa dạng hình, có hình cái kiến, hình tròn.
Rồi, bây giờ thì sau khi đây là sau khi mình đã lăn xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu qua bắt bếp và chiên. Rồi, bây giờ mình sẽ cho dầu vào bếp. Và bật lửa. Vì mình muốn nó đều cho nên là mình sẽ chiên ngập dầu một xíu nha mọi người. Sau đó mình sẽ đợi dầu sôi và bắt đầu chúng ta sẽ chiên món khoai lang kiến nha. Thì bếp thì dầu của mình đã bắt đầu sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho vào nha. Nãy mình có nặn được cái hình trái tim nha mọi người. Cái món này thì các bạn không cần lo nó bắn đâu nha, do nó không có nước trong này á. Mình bỏ nó vào và chiên cho đều hai mặt. Rồi đây là mĩa đầu tiên mình sẽ chiên nha mọi người. Thì bên này của mình là nó đã bắt đầu tới rồi. Thì cái món này thì mình nghĩ nó rất thích hợp cho những bạn nào mà gia đình có con nhỏ thì có thể làm cho con mình ăn, cũng như là món ăn vặt để mời gia đình, bạn bè. Món này thì cũng rất đơn giản và dễ làm, cho nên là mọi người có thể coi thử và làm theo. Cái này thì mình nghĩ là các bạn nên đảo nhanh nhanh một xíu, do mình nghĩ là mình đã luộc chín rồi cho nên mình chỉ cần chiên cho nó được cái bọc bên ngoài cho nó giòn thôi. Thì cái trái tim của mình đây nó đã được chín rồi nha các bạn. Nó đã chuẩn rồi, như thế này là được rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ bỏ bên này để cho thấm dầu cho nó ráo. Tương tự thì mình cũng sẽ làm với những cái còn lại. Rồi giờ mình sẽ qua mĩa thứ hai nha mọi người. Và cuối cùng thì mình cũng đã chiên xong rồi nha các bạn. Và đây là thành phẩm của mình nha mọi người. Bây giờ thì hãy cùng mình nếm thử cái món mà khoai lang kiến này nha. Mình ăn kèm với nó có tương ớt. Mấy bạn có thể ăn kèm với lại mayonnaise hoặc là những cái khác cũng được. Đây, khoai lang kiến của chúng ta. Thì mình sẽ ăn thử. Khoai lang vỏ ngoài thì giòn, bên trong thì béo, ngậy và rất là thơm. Ăn với tương ớt thì nó cay cay. Thì mình theo như mình thấy thì cái món ăn này á, ở ngoài người ta bán rất là phổ biến. Nhưng mà để mà đảm bảo vệ sinh an toàn thì mình nghĩ là nó không cao. Nên nếu mà bạn muốn có một cái món ăn mà nó chuẩn vị và hợp vệ sinh nhất thì có thể học theo và làm theo cái video này của mình. Và có lẽ thì video này của mình tới đây thì có thể sẽ kết thúc. Nếu như bạn thích có thể cho mình một like, một subscribe cũng như là comment cho mình biết là video sau mình sẽ làm món gì. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.